Lại có thêm phốt thầy giáo trường Đại học Luật Hà Nội có hành vi gạ tình, chat sex, gửi video nhạy cảm. Cô gái bóc phốt bạn trai cũng là thầy giáo dạy mình suy đổi đạo đức. Trong bài viết trên một group, cô gái tên Linh Linh tố cáo bạn trai cũng là thầy giáo dạy mình suy đổi đạo đức, lừa gạt tình cảm những bạn nữ nhẹ dạ cả tin. Cụ thể Linh nói, anh Dũng, mình xin phép gọi bằng anh, vì mình không có một chút tôn trọng nào với cái người gọi là thầy, luôn có một mô tiếp cận các bạn gái quen thuộc, phải xinh nhé. Mình nghĩ anh không nên đi dạy nữa mà nên đổi sang làm nông dân, cần cù hái rau quá cơ. Kể từ sinh viên nghiên cứu khoa học, sinh viên nhờ sửa khóa luận, sinh viên thực tập ban đầu sẽ là nhắn tin hỏi han, gửi mở ra một tương lai tốt đẹp về nghề, hứa hẹn nâng đỡ các bé để tạo sự tin tưởng. Còn đối với các em đang đi học thì sẽ là không phải lo về điểm môn này đâu em nhé. Sau đó ngày nào cũng gửi file ghi âm hát, nàng thơ, tình thôi xót xa, quay video hát, video khóc lóc, Đoạn này thì cũng không hiểu thầy nghĩ gì mà khóc cũng quay video, ghi âm từ 7749 năm trước rồi gửi dần cho một loạt em nhé. Em nào cũng là nàng thơ của thầy hết, hát như vẫn phải khen vì sợ thầy ghét. Thích nghĩ anh nên đổi tên là Dũng nàng thơ đi cho dễ nhận diện. Linh bóc mẽ Dũng dùng cùng một chiêu thức để tán tỉnh các em sinh viên. Mới quen thì sẽ đòi gặp liên tục, nhắn tin gọi điện 24 phần 7. Sau khi đã đạt được mục đích rồi thì lấy lý do anh bận nọ kia rồi sủi tăm luôn. Thực chất là lúc đấy đã tiếp cận được mục tiêu khác rồi, chỉ là bạn quay vào ôm mất lượt thôi. Nhưng đừng lo, bẵng đi một thời gian, nếu như bạn đủ ngon và xinh, anh đê sẽ lại cơm bách hỏi han bạn để giữ mối quan hệ ý mà. Mọi cuộc gặp gỡ đều có đích đến ở nhà nghỉ với các lý do như anh mệt anh và ngủ chút rồi về, anh chỉ ôm em chút thôi. Nếu từ chối thì quay sang dỗi ngược nhé, thậm chí còn gửi ảnh nhạy cảm, clip thủ dâm cho sinh viên, chat sách, lời lẽ gợi tình không thể chấp nhận được. Bạn nữ này có kể không ít về chân dung anh Dũng nói chung là chuyện cổ thích về anh Dũng chắc là cũng đóng được xương xương vài quyển sách. Thôi nói nhiều thì lại mất hay, các bạn cứ thẩm qua mấy bức ảnh dưới đây, Zalo chính chủ của thầy luôn nhé. Mình lên bài này cho nhiều bạn vỡ mộng ra, đời không như là mơ đâu. Liên hệ với cô gái bóc phút bạn trai cũ và cũng là thầy giáo mình. Linh cho hay bản thân không dám gửi thư lên trường nên chỉ đành dùng nick clone đăng bài với mục đích chính là cho các em khóa dưới biết thầy như nào. Thậm chí, Linh còn khẳng định những lời cô nói không sai và hành động của cô ngày hôm nay là vì anh ấy xứng đáng. Cũng có nhiều người nhận định nếu cả hai vẫn độc thân thì mối quan hệ này không vi phạm luật pháp. Nếu đúng như những gì cô gái kia tố cáo thì thấy đây vi phạm chuẩn mức đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời cũng có ý kiến, yêu đương là hai bên cùng tự nguyện, không có lừa làm sao có khói. Đừng tự chui đầu vào dọ rồi đổ tại bị lửa, bị dụ rỗi sinh viên cũng trưởng thành rồi biết đâu các em thấy cái lợi trước mắt nên cũng thích lao vào đến lúc không như ý lại quay sang bóc phốt hiện sự việc vẫn đang gây chú ý trên các diễn đàn mạng xã hội còn bạn bạn nghĩ thế nào có phải lúc nào xảy ra chuyện tình cảm tình dục thì luôn có xu hướng tấn công nạn nhân kiểu con gái cũng không vừa hay chuyện con gì mà ầm ĩ con trai giống được ai không thế hay ai bảo xinh đẹp chi cho người ta tán kiểu ai bảo đeo dây chuyền chi ra đường cho người ta cướp thầy dũng không có tội tội chỗ cô gái lên tiếng chắc cũng dạng hư hỏng á. Các nhận xét tấn công nạn nhân vậy theo S thấy có vấn đề ở tư duy lệch lạc, kiểu vừa vô cảm vừa ích kỷ xúc cảm. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.